liên đội trường tiểu học Ngô Mai, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Còn đây là em gái của Ngân, Chu Hà Bảo An, em ấy học lớp 3/2, cùng trường biết Ngân luôn đấy. Các bạn thân mến, vừa qua đã xảy ra một vụ việc đáng tiếc ở Hà Nội, là một bạn 9 tuổi đã bị điện giật khi đang học online tại nhà. Trong thời gian nghỉ học vì dịch bệnh, việc học online là phương pháp tốt nhất. Vì vậy, Ngân và em gái Ngân muốn chia sẻ với các bạn một số cách phòng chống điện giật khi đang ở nhà nhé. Các bạn ơi, đây là một phí cắm đang bật điện. Mình muốn khuyên các bạn là tuyệt đối không được dùng ngón tay chọc vào những ổ điện như thế này khi phí vẫn còn đang bật. Nếu như chúng ta thò tay vào đây thì sẽ có nguy cơ giật điện xảy ra. Và các bạn cũng không nên dùng vật nhọn bằng sắt chọc vào, tại vì chọc vào sẽ bị giật điện và rất nguy hiểm đấy. Các bạn cũng không nên dùng dao, kéo và những vật nhọn khác bằng sắt. Chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm về bình nước nóng lạnh và công tắc cầu dao nhé. Đây, ở đây là cầu dao hay gọi là công tắc điện của bình nước nóng lạnh cho phòng tắm. Cầu dao này hay thường nằm ở ngoài phòng tắm hoặc là ở trong phòng tắm. Mình chỉ muốn khuyên các bạn rằng khi không có người lớn ở nhà, các bạn hãy nhớ rằng các bạn nhìn thấy cầu dao vẫn đang bật on thì các bạn hãy tắt giúp mình nha. Các bạn phải trước khi vào tắm, mình khuyên các bạn nên tắt cầu dao đi. Tại vì nếu như các bạn không tắt cầu dao mà các bạn đi tắm, nước sẽ đi theo dòng điện và các bạn có thể bị giật điện đấy. Rất là nguy hiểm đúng không nào? Các bạn nhớ nhé, trước khi đi tắm, các bạn phải tắt cầu dao nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để lấy dòng điện ra khỏi cơ thể của người. Các bạn cùng xem nhé. Các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy dây điện ra khỏi người nạn nhân. Các bạn không nên dùng tay đụng trực tiếp vào dây điện, nó sẽ khiến cho các bạn bị giật điện đấy. Và các bạn cũng nên dùng một cây gỗ như thế này. Bây giờ các bạn sẽ khều nó ra người của nạn nhân. Sau khi chúng ta gắp được dây điện ra khỏi người nạn nhân rồi thì chúng ta mau đưa nạn nhân lên cấp cứu. Các bạn ơi, khi không có bố mẹ ở nhà, các bạn đừng nên lấy đầu ổ điện cắm nhúng vào nước nhé. Vì khi bố mẹ đi về muốn ủi đồ nhưng lại không biết các bạn đã nghịch thứ này với nước, cắm vào sẽ gây ra nguyên nhân tử vong đấy các bạn ạ. Rất là nguy hiểm đúng không nào? Các bạn ơi, đây là một cái bàn ủi. Các bạn không nên dùng dây điện cắm vào ổ điện và tự tiện nghịch thứ này nhé. Vì có thể nguyên nhân xảy ra nếu như những em nhỏ cắm dây điện này vào mà sờ lên mặt bàn ủi sẽ có nguy cơ bỏng tay. Các bạn ơi, chương trình của mình xin được khép lại tại đây. Chúng mình muốn khuyên là khi không có bố mẹ ở nhà, các bạn hãy làm theo những gì mà mình và em gái mình đã hướng dẫn để chống giật điện nhé.